Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá, nơi cập nhật những thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Dưới đây là dự đoán kết quả bóng đá soi kèo trận đấu giữa Real Betis và Barcelona. Trận đấu diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2023 trong khuôn khổ tá bù giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Theo thống kê, Real Betis chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 2 ở 5 vòng đấu gần đây. Trong đó, hai trận thắng đều với tỷ số sắt nút trước các đối thủ cửa dưới là Rayo, Vallecano và Getafe. Real Betis cũng đã thua chính Barcelona ở trận bán kết siêu cúp. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà đã khiến đoàn quân huấn viên Xavi gặp rất nhiều khó khăn và chỉ thua trên chấm luân lưu. Thành tích hiện tại của đội chủ sân Benito Villa Marine tại La Liga là không tệ. Khi đang xếp thứ 6 với 31 điểm, bằng điểm với nhóm đang xếp thứ 4 là Atletico Madrid và đội xếp thứ 5 là Villarreal. Về phía đội khách, Barcelona vừa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp và tiếp tục thống trị ngôi đầu bảng xếp hạng với 47 điểm sau 15 trận thắng, 2 trận hòa và mới nhận duy nhất một thất bại. Tính trên mọi mặt trận, đội chủ sân New Camp đã toàn thắng ở 8 trận liên tiếp gần đây, trong đó có 6 trận thắng trực tiếp và 2 trận thắng trên chấm luôn lưu. Ấn tượng nhất là thắng lợi tương mừng 3-1 trước đại kình địch Real Madrid ở trận siêu cúp Tây Ban Nha. Tính trên mọi đấu trường, các khổng lồ xứ Catalan đã toàn thắng cả 6 trận sân khách gần đây, trong đó từng vượt qua cả Atletico Madrid. Về kèo bóng đá trận đấu giữa Real Betis và Barcelona, theo các nhà cái châu Á, ở trận bán kết siêu cúp diễn ra trên sân trung lập cách đây chưa lâu, Real Betis đã nhập cuộc rất tự tin và xuất sắc cầm hòa đối thủ sau 120 phút thi đấu, dù từng bị hai lần dẫn trước. Ở lần đối đầu này, Real Betis đang có được lợi thế sân nhà, nên nhớ là kể từ đầu mùa giải đến nay, họ mới nhận một thất bại trên sân nhà tại La Liga, trong đó từ thắng Villarreal và gần nhất là hòa Athletic Bilbao. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Real Betis và Barcelona, theo các chuyên gia, đây là cuộc chiến gia đội bóng sở hữu hàng thủ rất hiệu quả, trong đó Barcelona đang là đội bị thủng lưới ít nhất với 6 bàn thua sau 18 trận, còn Real Betis là đội thủng lưới ít thứ ba sau Barcelona và Villarreal. Cụ thể, họ mới 14 lần vào lưới nhật bóng. Ở trận bán kết siêu cúp cách đây chưa lâu, hai đội đã hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu, nên nhớ rằng phải đến phút 40 Barcelona mới có bàn thắng mở tỷ số. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Real Betis và Barcelona sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Theo các nhà cái châu Âu, không bất ngờ khi Barcelona đang sở hữu thành tích đối đầu hoàn toàn vượt trội. Tuy nhiên, họ chưa từng thắng với tỷ số cách biệt trong 4 lần đụng độ gần đây, gần nhất là hòa 90 phút thi đấu ở trận bán kết siêu cúp cách đây 2 tuần. Bốn vòng đấu gần đây, Barcelona đã hòa Espanyol trên sân nhà và thắng tối thiểu 3 trận còn lại. Trong đó, hai đối thủ gần đây đều không được đánh giá cao là Getafe và Girona. Vì vậy, sẽ không dễ để đội chủ sân Newcom có thể đánh bại Real Betis trên sân nhà của họ. Nhìn chung theo các chuyên gia, điểm tựa sân nhà và với việc từng cầm chân đối thủ sau 120 phút ở trận bán kết Siêu Cúp, cách đây chưa lâu sẽ là những điểm tựa tinh thần giúp Real Betis có được sự tự tin trong lần tái đấu này. Barcelona đã liên tiếp có những thắng lợi có phần may mắn trong thời gian gần đây và cả 4 lượt trận sân khách gần nhất họ đều thắng với tỷ số sát nút, gần nhất là trước tân binh Girona. Điều đó cho thấy sự hiệu quả của đội chủ sân Camp là không cao vì vậy real betis được dự đoán sẽ giữ lại ít nhất một điểm trong trận đấu này từ những phân tích trên tiêm bóng đá dự đoán với lợi thế sân nhà cổ phong độ không hề kém cạnh real betis sẽ có trận hòa với barcelona trong trận đấu bù giải vô địch quốc gia tây ban nha được biết trận đấu giữa real betis và barcelona Xin chào vào lúc 3 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2023 trong trận đấu bù La Liga mùa giải 2022-2023 theo bạn giữa Real Betis và Barcelona đội bóng nào sẽ giành chiến thắng hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá xin cảm ơn và hẹn gặp lại.